Bitcoin bây giờ ở cái mức là 9.946 đô một lần nữa lại sắp sửa phá 10.000 đô và câu hỏi bây giờ là chúng ta đã qua mùa đông crypto hay là chưa? Chúng ta đã sắp sửa tới một mùa tăng trưởng kế tiếp hay là chưa? nghĩ đây là một câu hỏi rất khó trả lời tại vì đối với nhiều bạn chỉ khi nào mà chúng ta phá được cái mức 20.000 đô lập đỉnh mới thì lúc đó mọi người mới thật sự chắc chắn 100% là chúng ta đã tới một mùa tăng trưởng mới và Bitcoin đã chạm đấy trong cái chu kỳ vừa rồi Nhưng mà trên Twitter thì đã có rất nhiều người bây giờ tuyên bố là chúng ta đã bắt đầu một mùa tăng trưởng mới Như là cái Twitter của Crypto Michael Crypto Michael nói là giá kế tiếp của Bitcoin chẩn đoán là 10.400 cho đến 10.900 đô Đây là một cái thuyết đã được chia sẻ cách đây 3 ngày, ngày 5 tháng 2 Hay là Jacob Canfield nói là sau khi Bitcoin phá 9.100 đô Thì chúng ta đã bắt đầu bước vào một mùa tăng trưởng mới Ngoại trừ Jay Canfield ra thì chúng ta thấy là Josh Rager Một người khác cũng khá nổi tiếng về phân tích giá cả Bitcoin cũng có cái nhìn tương tự Là chúng ta đã bắt đầu bước vào một mùa tăng trưởng mới Ngay cả Tone Vase Như bạn có đã biết là Tone Vase là một người mà có cái nhìn rất là tiêu cực về giá cả của Bitcoin Nhưng mà ngày 12 tới tháng 1 mới đây Thì Tone Vase cũng đã nói là anh ta gần như đã có cái nhìn tích cực hơn về giá cả của Bitcoin gần như đã trở thành bullish và dựa trên một bài viết được chia sẻ bởi Cointelegraph thì Thôn Vase cho là nếu như Bitcoin có thể giữ được cái mức là trên 9.000 đô hai cho đến 3 ngày Thì lúc đó Bitcoin mới thực sự là bước vào một cái bull market kế tiếp, một cái mùa tăng trưởng kế tiếp Thì bây giờ các bạn thấy là giá Bitcoin đã có thể giữ được trên cái mức 9.000 đô trong vòng nhiều ngày Thì có phải là Thôn Vase đã turn bullish hay là không? Tôi nghĩ là chỉ có Thôn Vase mới có thể trả lời được câu hỏi này và trong video này, Thuận hy vọng là khi mà Thuận kết thúc video, giá Bitcoin có thể là qua khỏi 10.000 đô. Và xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là cuối tuần, hôm nay là thứ bảy ở Cali. Thuận muốn làm một cái video chia sẻ một số cảm nghĩ cá nhân của Thuận về tình hình của thị trường. Mà Thuận muốn chia sẻ ba lý do tại sao mà Thuận nghĩ là cái đợt tăng trưởng kế tiếp của Bitcoin giá cả có thể là tăng trưởng còn mạnh hơn là đợt 2017. Nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và video này là video có tựa đề là video 500. Thì những bạn nào mà theo dõi Thuần Capital từ những ngày đầu tiên thì ít nhất là chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua 500 video gần như là 3 năm qua trong thị trường crypto này. Và những bạn nào mà theo dõi từ ngày đầu tiên cũng đã biết là thật ra cái con số video hơn 500 rất nhiều. Tại vì những video đầu tiên gần như là cái trăm video Thường không có label những cái video đó, thường không có đánh số. Cho nên, con số thực sự của video đã hơn 500 rất nhiều. Và thường cũng muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ thường các video từ mấy lâu nay. Và là một động lực để thường tiếp tục làm các video chia sẻ vào thị trường crypto. Mặc dù là giá cả lên cao hoặc là xuống thấp. Thì channel này cũng muốn đem đến những video giá trị đến với các bạn. Và nếu như các bạn thích những video này hay là các view tương tự. Thì các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Như vậy thì đối với các bạn, các bạn nghĩ là Bitcoin đã qua khỏi thời kỳ mùa đông và bắt đầu một mùa tăng trưởng mới hay là chưa? Thuận nhìn lại năm 2019 thì Thuận nghĩ là sau khi mà chúng ta qua khỏi 3.000 đô thì coi như đã kết thúc cái chu kỳ xuống giá đó và bây giờ chúng ta bắt đầu một chu kỳ lên giá sau khi mà từ 3.000 đô đi ngược trở lên và tới cái mức hiện tại Thuận không nghĩ là Bitcoin sẽ trở lại cái mức 3.000 đô Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Thuận tương lai như thế nào thì không ai biết được nhưng mà thuận có nhiều lòng tin là giá bitcoin trong vòng 2 năm tới đây sẽ có nhiều chuyển biến tốt đẹp và thuận cũng muốn chia sẻ một số suy nghĩ cá nhân của mình về giá bitcoin từ đây cho đến ngày hai và đợt tăng trưởng kế tiếp là sẽ như thế nào mà tại sao thuận nghĩ là chúng ta có thể thấy được cái sự tăng trưởng còn mạnh hơn năm 2017 và ở trên twitter và trên facebook thuận có đăng một cái post ngày hôm nay là một ngày nào đó khi mà nhìn lại chúng ta sẽ nói đó là ngày cuối cùng Bitcoin dưới 10.000 đô cũng như là khi Bitcoin qua khỏi 1.000 đô hay là qua khỏi 100 đô trước đây và không bao giờ quay trở lại ngày đó thì ngày đó có phải là ngày hôm nay hay là không? Đương nhiên là Thuận không biết được hôm nay có phải là ngày đó hay không nhưng mà Thuận tin là sẽ một ngày nào đó khi mà chúng ta nhìn lại thì sẽ có nhiều người cho là chúng ta rất là may mắn có thể mua được Bitcoin dưới 10.000 đô cũng như là chúng ta nhìn vào những người mà trước đây mua Bitcoin dưới 1.000 đô hay là dưới 100 đô Chúng ta nghĩ là những người đó rất may mắn Sau này sẽ có người nhìn lại cái thời điểm này Và nói là những người nào mà mua được Bitcoin dưới 10.000 đô thật sự là may mắn Đó là điều mà thường hoàn toàn tin tưởng Thì nói về tình hình Bitcoin từ đây tới trước ngày Harvin Các bạn thấy được là bây giờ chúng ta còn 93 ngày nữa là sẽ tới ngày Harvin có nghĩa là bây giờ chuẩn đó là ngày 12 tây tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy được ngày này tới sớm hơn hay là chậm hơn tùy theo là tốc độ đào như thế nào. Thì khi mà các bạn nhìn vào lịch sử trước đây của Bitcoin, nếu như mà chúng ta chỉ dựa vào lịch sử hai đợt halving lần trước đây, thì các bạn thấy là đợt halving đầu tiên của Bitcoin là năm 2012, ngày 28 tây tháng 11, và đợt thứ nhì là ngày 9 tây tháng 7 năm 2016. Thì cả hai đợt này, nếu như mà lịch sử lập lại thì các bạn thấy là trước ngày halving, chúng ta sẽ thấy được là cái tình hình là giá sẽ tăng lên nhưng mà tăng lên từ từ mãi cho tới khoảng chừng là 2 cho đến 3 tuần trước ngày Harvin và sau ngày Harvin thì lúc đó giá cả sẽ đi xuống hoặc là đi hàng ngang. Thì giá cả đi xuống bao nhiêu? Tôi nghĩ là đây là dựa theo là trước ngày Harvin mọi người FOMO và mua bao nhiêu thì cái lực bán trước ngày Harvin sẽ bấy nhiêu. Nhiều người mua hy vọng là giá trước ngày Harvin sẽ tăng lên và nếu như mà nhiều người có cùng một suy nghĩ thì đương nhiên sẽ đẩy giá lên. Nhưng mà nếu như nhiều người chỉ mua để mà kiếm lời trước ngày Harbin thì họ sẽ bán trước halving hay là ngay ngày halving. Cho nên hai được halving trước đây các bạn thấy là điều có dấu hiệu suy giảm trước cái ngày halving hay là ngay sau ngày halving. Nhưng mà sau đó các bạn thấy là khoảng chừng một tháng cho đến ba tháng sau đó thì chúng ta lại bắt đầu một cái sự tăng trưởng kế tiếp như là các bạn thấy được là năm 2013 hay là các bạn thấy được là năm 2016. Thì nhìn lại năm nay tôi nghĩ là chúng ta cũng có thể thấy được cái sự kiện tương tự. Đó chính là giá Bitcoin có thể là đi lên từ 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 đây cho đến khoảng chừng là 2 tới 3 tuần trước ngày hạ sau đó giá có thể là đứng lại và có thể là có cái hiện tượng đi xuống nếu như mà mọi người FOMO vào quá nhiều. Và ngay ngày Harvin, tôi nghĩ là giá cả có thể là đi hàng ngang. Và sau ngày Harvin có thể là tiếp tục đi xuống thêm một phần nữa. Nhưng mà 1 đến 2 tháng sau đó Thường nghĩ là giá sẽ từ từ ổn định lại. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu một cái đợt tăng trưởng kế tiếp. Thì bây giờ có một số người nghĩ là chúng ta có thể đạt được cái mức 20.000 đô Trước ngày halving hay là không? Thì nếu như các bạn hỏi thường là có thể hay không thì đương nhiên là điều gì cũng có thể. Nhưng mà nếu như mà điều đó xảy ra thì thật sự mà nói là trên lịch sử của giá cả Bitcoin điều đó chưa hề xảy ra. Các bạn nhìn vào cái đợt halving năm 2012, các bạn thấy là đỉnh trước đó năm 2011 so với lại cái giá của ngày halving thì vẫn là dưới cái đỉnh trước đó. Cái đợt halving lần thứ hai các bạn thấy là cái đỉnh trước đó năm 2013 thì tới cái ngày halving giá vẫn dưới đỉnh có nghĩa là hai đợt halving trước đây giá không phải định cũ lập đỉnh mới cho đến khi qua khỏi ngày halving cho nên nếu như mà lịch sử lặp lại thì giá bitcoin sẽ không phá được 20.000 đô trước ngày halving tuy nhiên một trong những điều mà các bạn cần phải lưu ý là chúng ta chỉ nhìn vào tài liệu của hai đợt halving trước đây bitcoin lịch sử còn quá mới cho nên tài liệu halving chúng ta chỉ có hai đợt trước đây để mà so sánh bitcoin hoàn toàn có thể lập một lịch sử mới trong đợt halving kỳ này còn về lý do tại sao Thuận nghĩ là cái đợt tăng trưởng kế tiếp này giá Bitcoin có thể có cái mức tăng còn mạnh hơn là năm 2017 thì dựa theo 3 điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đây những suy nghĩ cá nhân của Thuận như là đầu tiên chúng ta nói tới một cái bài bỏ phiếu Thuận đã đăng ở trên Twitter và ở trên Facebook cách đây một tuần thì bài bỏ phiếu này có một câu hỏi là giá BTC đến một mức nào đó thì bạn sẽ một là bán hết BTC hai là mãi mãi giữ lại một số BTC thì các bạn thấy được là ở trên Facebook đã có 286 bạn bỏ phiếu và kết quả là 66% nó là mãi mãi giữ lại một số Bitcoin 34% nói là sẽ bán hết Bitcoin nếu như một Bitcoin đạt được một mức nào đó Ở trên Twitter các bạn thấy là cũng có cái phần trăm tương tự 90 bạn đã bỏ phiếu ở trên Twitter 72% nói là sẽ mãi mãi giữ lại một số BTC 27,8% nói là sẽ bán hết Bitcoin nếu như một Bitcoin đến một mức nào đó Thật ra thì cộng đồng của Thuận Capital không phải là riêng biệt Khi mà câu hỏi tương tự được đặt ra trên cộng đồng quốc tế Thì cái kết quả cũng tương tự Khoảng chừng là 3 phần tư của người bỏ phiếu sẽ nói là sẽ mãi mãi giữ lại một phần Bitcoin Có nghĩa là có rất nhiều người đã liệt Bitcoin vào một phần tài sản Và sẽ mãi mãi giữ lại một số Chứ không bán hết cho dù Bitcoin đến một mức nào đó Và điều mà Thuận muốn nói với các bạn ở đây là Thuận cũng có ý nghĩa tương tự Thuận sẽ làm một cái video riêng sau này về việc là thường bán Bitcoin và khi nào mà bán như thế nào và giữ lại bao nhiêu Nhưng mà thường có cái suy nghĩ tương tự là thường sẽ mãi mãi giữ lại một phần Bitcoin như là một phần tài sản Và mỗi một lần mà Bitcoin xong một chu kỳ lên giá và xuống giá có nghĩa là khoảng 4 năm Các bạn thấy được là cái đợt năm 2017 khi Bitcoin lên 20.000 đô và năm 2018 xuống 3.000 đô Không phải là ngoại lệ các bạn thấy là trong lịch sử Bitcoin thì giá cũng có nhiều đợt tương tự trước đây mỗi đợt là khoảng 4 năm và trong tương lai cũng sẽ có những đợt tương tự Giá Bitcoin đợt kế tiếp cũng sẽ tăng lên mạnh Sau đó bong bóng sẽ bị vỡ và sẽ đi xuống Và lại cứ tiếp tục Nhưng mà mỗi một chu kỳ này Thì đã có rất nhiều người rời bỏ thị trường Nhưng mà một số người sẽ ở lại Và sẽ tiếp tục ở lại Để mà đầu tư vào thị trường này Giữ lại một số Bitcoin Và càng ngày chúng ta lại càng có thêm nhiều người Trả lời câu hỏi này là sẽ giữ lại một số Bitcoin mãi mãi Tôi nghĩ là cái đợt kế tiếp này, cái số lượng người mà mãi mãi giữ lại một phần Bitcoin sẽ lại càng tăng hơn Và đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung Cho nên cái số lượng Bitcoin thật sự có thể mua bán ở trên sàn rất là thấp Không tính đến cái số lượng mà những người mà lưu trữ trong ví chứa lạnh hay là không quy định bán Hay là những tổ chức đầu tư mua để đầu tư lâu dài và một số Bitcoin đã bị mất đi Cái số Bitcoin thật sự có thể mua và bán trên thị trường thật sự là rất thấp Nếu như mà Bitcoin phá được 20.000 đô Lúc đó thì sẽ có một cái đợt FOMO mới ở trên thị trường. Lúc đó các bạn sẽ thấy được là những cái công ty đầu tư sẽ đổ xô vào. Lúc đó các bạn sẽ thấy được là những cái đài truyền hình lại nói về Bitcoin và khiến cho những nhà đầu tư mới lại đẩy tiền vào cái thị trường này. Và nếu như mà không có nhiều Bitcoin lưu thông để mà bán cho những nhà đầu tư mới thì thường nghĩ là giá sẽ tăng lên rất mạnh. Đây là điều đầu tiên. Điều thứ nhì tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới đồng Tether Thật ra đây là nói chung về những cái đồng ổn định Nhưng mà thường chỉ nói về đồng Tether Tại vì Tether cho đến ngày hôm nay vẫn là một đồng Mà hầu như là giữ vốn hóa cao hơn các đồng ổn định khác rất nhiều Các bạn thấy được là hiện bây giờ đồng Tether đã đứng hạng thứ bảy Ở trên CoinMarketCap với tổng số vốn hóa là 4,6 tỷ đô la 4,6 tỷ đô la này Các bạn nghĩ là cái số lượng phần trăm là bao nhiêu Sẽ đổ vào mua Bitcoin, mua Allcoin khi mà giá Bitcoin phá 20.000 đô, khi mà thị trường thực sự là FOMO mạnh trong đợt tăng trưởng kế tiếp, cái số tiền này đã sẵn sàng để mà mua Bitcoin, mua altcoin bất cứ lúc nào. Và những đợt tăng trưởng trước đây, chúng ta không có cái số lượng lớn như vậy ở trên đồng Tether. Các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử của Tether trước đây, như là năm 2017 thì các bạn thấy là lúc đó cái số lượng đồng Tether chỉ có là 50 triệu đô la, trong khi mà bây giờ đã tới 4,6 tỷ đô la. Cũng đủ cho các bạn thấy được là nếu như mà cái số lượng tiền này một phần mà được đẩy vào thị trường thì sẽ ảnh hưởng đến giá cả mạnh như thế nào. Và những đợt tăng trưởng trước đây như là những đợt như là năm 2013 hay là năm 2017 thì lúc đó tiền mặt đổ vào thị trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi mà bây giờ nếu các bạn muốn dùng tiền từ ngân hàng để mà mua tiền kỹ luật số thì đã có rất là nhiều những công ty, vô số những dịch vụ có thể giúp đỡ các bạn được trong vấn đề này. Cho nên cái đợt kế tiếp những người mới tham gia vào có thể dễ dàng để mà đẩy tiền vào thị trường này hơn, khiến cho giá tăng sẽ còn mạnh hơn là năm 2017. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là các nhà đầu tư lớn đã có nhiều dấu hiệu là đầu tư rất mạnh vào thị trường này và không có dấu hiệu suy giảm. Một video tôi đã chia sẻ trước đây để thường coi coi video đó là cái video về Grayscale Investment Trust video 492 link trên màn hình cho những bạn nào mà muốn biết chi tiết hơn thì các bạn thấy được là chỉ một công ty là công ty Grayscale đã cho thấy được là năm 2019 mới đây đã có 607 triệu đô la đầu tư vào thị trường crypto nhiều hơn là cái số tiền mà Grayscale đã nhận được từ năm 2013 đến năm 2018 cộng lại cái sự hứng thú đó với thị trường crypto của những nhà đầu tư lớn, những tổ chức đầu tư mạnh vô cùng và tôi nghĩ là họ sẽ là một phần quan trọng ảnh hưởng đến việc đẩy giá Bitcoin lên trong đợt tăng trưởng kế tiếp. Những tổ chức đầu tư lớn thì cũng có cái suy nghĩ giống như là nhiều bạn khi mà họ đã đầu tư vào một cái mảng đầu tư nào thì có thể là họ sẽ bán đi một phần nếu như mà có lời, nhưng mà tiêu chí đầu tư thường là họ sẽ mãi mãi giữ lại một số lượng tài sản chứ không bán hết cái mảng tài sản đó trong chương mục đầu tư của họ Và đây là những điều mà Thường đã suy nghĩ trong vòng 2-3 ngày qua mà Thường muốn chia sẻ với các bạn Các bạn có nhận định như thế nào về đợt tăng trưởng kế tiếp của Bitcoin các bạn hãy comment ở phía dưới Và Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay Để chúng ta nhìn vào giá Bitcoin thì các bạn thấy là hiện bây giờ vẫn chưa phá 10.000 đô Vẫn là 9.953 Nhưng mà Thường hy vọng là khi các bạn xem video này thì giá Bitcoin đã qua 10.000 đô Nếu như vậy thì các bạn hãy comment ở phía dưới là giá đã thật sự một lần nữa qua khỏi 10.000 đô và nếu các bạn là một trader, các bạn thích trade margin, các bạn có thể tham gia sàn Nex, link sẽ nằm ở phía dưới video này. Đương nhiên, trade margin có nhiều rủi ro cho nên không dành cho những trader mới, chỉ dành cho những bạn nào mà có kinh nghiệm. Tham gia sàn Nex thông qua link Thuần Capital các bạn có thể đăng ký để có thể tham gia vào nhóm nhận hỗ trợ và các tín hiệu trade miễn phí. Nếu các bạn thích trade all coin các bạn có thể sử dụng sàn Binance, link của Thuần Capital phía dưới thì các bạn có thể nhận được 10% discount nghĩa là chi phí giao dịch các bạn có thể được giảm 10% Sang Binance sẽ trả lời trực tiếp trong chương mục của các bạn Và ngoại trừ các video của Thuần Capital các bạn có thể đọc những cái bài viết của đội Thuần Capital ở trên thuầncapital.com Và các bạn cũng nên đăng ký ở trên library.tv Đây là một nền tảng phi tập trung mà Thuần cũng đăng video để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube Và tôi hy vọng là các bạn có một cuối tuần vui vẻ Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn